Cốm là thức quà quê riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ. Đó là những khám phá về cốm, một thứ quà quê từ lúa non của nhà văn Thạch Lam. Và nói về những thứ quà sinh ra từ sự mộc mạc của đồng quê ở quê lúa Thái Bình, nhưng lại mê đắm lòng người muôn phương, không thua kém cốm làng Vòng, đó là cốm Thanh Hương, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư. Khi xưa, hương cốm dịu dàng phảng phất trong tiết heo may, những mẹt cốm xanh tươi bên những trái hồng đỏ mọng là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc, gắn liền với mùa thu Bắc Bộ. Ở miền Bắc, có không ít ngôi làng từ lâu đã sống và gắn bó với nghề làm cốm. Trong đó, làng cốm Thanh Hương thuộc xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư. Nằm sát bên bờ sông Hồng thơ mộng, đến với thôn Thanh Hương, nhất là vào thời điểm sau mỗi mùa gặt, khi đi khắp các con ngõ, ta sẽ nghe thấy một âm thanh nhộn nhịp lạ lạ. Đó chính là tiếng chày giã cốm của người dân nơi đây, tiếng thình thịch đổ liên hồi theo từng mẻ cốm. Đầu tiên thì ngâm thóc, xong rồi bỏ vào rang thôi, rang xong rồi giã. Nguyên liệu thì chọn là thóc nếp, mình chọn thóc nếp, còn thời gian thì ngâm khoảng 7-8 tiếng. Chị Hồng cũng không nhớ rõ cốm xuất hiện ở Thanh Hương từ bao giờ. Chỉ biết rằng người dân nơi đây từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành đã lớn lên cùng tiếng chày giã cốm và mùi hương dịu dàng của lúa nếp. Khác với một số làng cốm chủ yếu sản xuất cốm theo mùa, ở Thanh Hương, cốm được sản xuất quanh năm. Để làm cốm, gia đình chị Hồng và người dân nơi đây thường thức dậy từ 1-2 giờ đêm. Tùy theo số lượng thóc ngâm, họ có thể rang và giã cốm đến trưa hoặc chiều hôm đó. Mỗi mẻ cốm như chạy đua với thời gian, bởi sau khi rang thóc, cần được chuyển ngay sang cối giã để đảm bảo độ giòn mà lại dẻo của hạt gạo. Mỗi công đoạn liên tục và đòi hỏi người làm nghề cũng phải thoăn thoắt luôn tay. Cốm thường được làm từ thóc được phơi già. Một số ít hộ làm cốm từ lúa nếp non, nhưng chủ yếu vào mùa thu. Trải qua quá trình ngâm ủ thóc đến rang thóc, tiếp đó thóc sẽ được chuyển ra cối giã. Đây cũng là công đoạn để làm sạch những vỏ thóc ra khỏi hạt cốm. Nếu như trước đây, người làm nghề cốm theo phương pháp truyền thống là giã thủ công, thì những năm trở lại đây, người dân đã bắt kịp nhịp độ hiện đại hóa, nhanh chóng thay thế cách làm thủ công bằng trợ lực của máy móc để giảm nhân công và tăng năng suất làm cốm. Làng Thanh Hương hiện nay có gần 100 hộ làm cốm, trong đó có 90 hộ chuyên sản xuất, 12 hộ chuyên thu mua. Nghề sản xuất cốm đóng một phần không nhỏ trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại thôn Thanh Hương, bên cạnh những hộ sản xuất làm nhỏ, chỉ một cối giã, thì trong làng có rất nhiều nhà làm lớn với 2-3 cối, có nhà tới 4-5 cối. Mỗi hộ làm nghề, bình thường mỗi ngày có thể cho ra lò từ 50kg cốm mộc. Những hộ lớn cho ra lò từ 1 đến 1,5 tạ cốm mỗi ngày. Theo người dân làm nghề, tùy theo từng loại cốm thô thì giá xuất bán cốm thô ở mức giá từ 25 đến 35.000 đồng 1kg đi các tỉnh thành. Để chế biến thành cốm ăn, bánh cốm hay chè cốm, ông Lương Ngọc Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư trao đổi với chúng tôi. Ban đêm ở làng nghề cốm Thanh Hương, hàng trăm chiếc chày, máy thi nhau nện, rộn rã, thúc giục, ví như xưởng dệt lớn. Nghề cốm thì hiện tại ở Thanh Hương thì được phát triển ở hợp tác xã Thanh Hương với 3 thôn, đấy là thôn Thanh Hương 1, thôn Thanh Hương 2 và thôn Thanh Hương 3. Đặc biệt có một số hộ thì cũng đã làm được các cái quy trình để sản xuất xuất khẩu cho các công ty để bán buôn bán sang nước ngoài, đặc biệt là mang bán cho Hà Nội để bán cho các khách nước ngoài đến tham quan. Những hạt thóc nếp được chọn lọc qua nhiều công đoạn mới ra được hạt cốm thô sạch. Cốm và các món ăn làm từ cốm Thanh Hương, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư được chế biến tại Hà Nội còn vươn xa hơn theo những cung đường đất nước, vào tận thành phố Hồ Chí Minh và ra khắp cả nước ngoài. Mang theo hương vị của quê lúa Thái Bình đi khắp muôn nơi, khiến cho mỗi ai
dù đi xa về gần đều nhớ về làng cốm truyền thống Thanh Hương, nhớ về cốm Thanh Hương và thêm tự hào về một trong những đặc sản của quê lúa Thái Bình. Chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình trải nghiệm cốm Thanh Hương bằng những trải nghiệm của nhà văn Thạch Lam về cốm. Ăn cốm phải ăn từng chút, thong thả và ngẫm nghĩ. Lúc bấy giờ ta mới thấy thu lại cả trong hương vị ấy. Cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ, trong màu xanh của cốm, cái tươi mát của lá non và trong chất ngọt của cốm. Có cái dịu dàng, thanh đạm của loài thảo mộc.